các hoạt động vui chơi giải trí, trò chơi dân gian, diễn trò, đưa niềm vui xuân đến với mọi miền, mọi người. Sự tưng bừng, náo nhiệt của các trò chơi dân gian đã khiến không khí lễ hội xuân nóng lên trong cái se lạnh của thời tiết lập xuân. Đi cầu kiều, một trò chơi yêu cầu sự khéo léo, giữ thăng bằng tốt, rèn luyện cho mỗi người sự an yên, giữ cảm xúc tốt trong cuộc sống thường nhật. Trò chơi cờ tướng là yêu cầu người chơi có một trí óc tốt, nước cờ được tính toán cẩn thận, kỹ lưỡng. Môn cờ tướng này ấy, là một môn thể thao nhưng là thể thao trí tuệ, được ban tổ chức đưa ra là tất cả các du khách của các nơi đến nơi tham gia lễ hội đều được đăng ký và được đánh cờ. Tất cả các môn cờ tướng này thì nó có cái đặc thù là khác với lại đánh bàn nhỏ, bởi vì cái bàn này là nó lớn, cho nên nếu như mà người chơi mà không nắm được luật thì rất dễ là đi nhầm nước, thì sẽ phạm luật thì sẽ bị xử thua. Cho nên là những người ta đánh quen, nắm chắc rồi thì người ta sẽ tham gia vào cái môn này. Những trò chơi dân gian không chỉ đem đến cho người chơi không khí tươi vui, náo nhiệt, mà còn giúp cho con người như được trở về tuổi thơ với những Tết xưa đậm ký ức. Đầu năm ấy là năm nào chúng tôi cũng đi lễ chùa và đi tất cả các chùa trong thành phố Thái Nguyên, thì có chương trình văn nghệ này, ngoài ra còn có các cái trò chơi dân gian để cho mọi người được nhớ về thời xa xưa, thời chúng tôi còn nhỏ là hay chơi trò chơi ví dụ như việc bắt bắt dê rồi là kéo co, rất là vui. Ngày nay một số trò chơi dân gian bị mai một, thất truyền. Các trò chơi cờ người, cờ thẻ, đấu vật, kéo co được phục hồi để bảo tồn những giá trị bản sắc văn hóa vùng miền. Mùa xuân về cùng với việc chảy hội, những trò chơi dân gian thượng võ, rèn luyện sức khỏe cũng là một điểm nhấn trong văn hóa Việt.